Hướng dẫn nhập kho, nghiệp vụ nhập khẩu đối với phần mềm Misa thì chúng ta sẽ xác định các bước. Bước 1 là xác định kê khai thuế đối với hàng nhập khẩu. Thì để kê khai thuế đối với hàng nhập khẩu thì chúng ta sẽ căn cứ vào giấy nộp tiền thuế, và từ cái thời điểm mà chúng ta sẽ nộp giấy tiền thuế thì chúng ta mới được căn cứ để kê khai VAT đầu vào đối với hàng nhập khẩu. Và các cái nghiệp vụ đi kèm thì chúng ta sẽ có tờ khai hải quan và hợp đồng, các cái hóa đơn vừa bán là invoice, và các cái chứng từ chứng nhận khác cũng như các cái hóa đơn liên quan như bảo hiểm vận tải quốc tế hoặc các chi phí nâng hạ, phí lưu kho và các cái nghiệp vụ khác. Và trong đó cái nghiệp vụ quan trọng nhất chúng ta chính là cái giấy nộp tiền ngân sách nhà nước, và sau này là ủy nhiệm chi thanh toán công nợ cho khách hàng. Và ở đây chúng ta nhập khẩu nên chúng ta thanh toán khách hàng phải lấy bằng ngoại tệ, và quan trọng nhất là chúng ta phải có giấy nộp tiền ngân sách nhà nước thì chúng ta mới có căn cứ để chúng ta có thể kê khai thuế chĩa tăng đối với nghiệp vụ là nhập khẩu hàng hóa. Và về giá trị nhập kho thì chúng ta sẽ căn cứ đó là đối với nhập kho thì cái tỷ giá mà vậy chúng ta là nhập khẩu, chúng ta sẽ có căn cứ theo thông tư 26 và thông tư 200 thì chúng ta sẽ có ba cái trường hợp có thể xảy ra. Đó là trường hợp một, chúng ta thanh toán trước 100%, sau đó là chúng ta sẽ nhận hàng sau. Trường hợp thứ hai là nhập hàng trước, sau đó chúng ta thanh toán sau. Và trường hợp thứ ba là chúng ta mua hàng trả trước một phần, sau đó là chúng ta sẽ nhập hàng hóa và chúng ta sẽ thanh toán phần còn lại. Và đối với thông tư 26 chúng ta xác định như sau: tỷ giá giao dịch thực tế để ghi nhận doanh thu 511, 711 và 131 là chúng ta căn cứ vào tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi ngân hàng mở tài khoản, và tỷ giá để ghi nhận chi phí 635, 641, 642, 811 và công nợ 331 phải trả. Chúng ta sẽ căn cứ vào cái tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại để làm cái căn cứ mà chúng ta ghi nhận. Như vậy là đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy 131 sẽ tương ứng vào tỷ giá mua vào của ngân hàng, 331 sẽ là căn cứ vào tỷ giá bán ra của ngân hàng để chúng ta là ghi nhận. Và trường hợp này thì chúng ta sẽ có, khi chúng ta lưu hồ sơ thì chúng ta nên lưu là trong quý chúng ta có bao nhiêu cái lô là nhập khẩu, thì chúng ta sẽ lưu như sau. 1 đến NK là cho cái ví dụ như tháng 7 chúng ta nhập khẩu một lô thì chúng ta sẽ đặt là 1 đến NK hoặc là 7 NK cho cái tháng đó, còn nếu nhiều mặt hàng. Còn ở đây chúng ta lưu thứ quý thì chúng ta sẽ đặt là 1 NK, và cái lô thứ hai chúng ta sẽ lưu là 2 NK. Và dĩ nhiên là cấu trúc của một hồ sơ về nhập khẩu, chúng ta sẽ có là cái tờ khai thông quan, thứ hai là cái invoice, và thứ ba là các cái hóa đơn chi tiết đi kèm, ví dụ như là an toàn lao động và phí ship DO, tức là các cái phí ship liên quan trong quá trình nhập khẩu, và thứ ba là cái giấy nộp tiền thuế ngân sách nhà nước. Thì chúng ta sẽ có ba cái cơ bản là đối với công ty và chúng ta cũng có thể hay gặp, và ngoài ra chúng ta sẽ có thêm hợp đồng và các cái hồ sơ khác đi kèm, kể cả báo giá. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành cho một cái nghiệp vụ. Thì đầu tiên là chúng ta xác định các cái yếu tố là chi phí đi kèm, ví dụ như đây là video và an toàn lao động là những cái chi phí mà để hình thành nên trong quá trình là nhập kho hàng nhập khẩu. Thì bước 1 là chúng ta sẽ nhập trước các cái chi phí như sau, là đối với video chúng ta sẽ nhập. Và khi chúng ta làm thì chúng ta là tách ra thành hai khung, là một khung nhỏ và một khung lớn. Ta bấm vào cái ô hình là maximum và minimum để chúng ta là đưa cái dữ liệu sao cho có thể nhìn được dữ liệu hai bên, để khi chúng ta là nhập nghiệp vụ là nó dễ dàng hơn. Còn chúng ta nếu mà làm là maximum ra, sau đó mỗi lần chúng ta lại bấm ấn đi để chúng ta làm thì nó sẽ gây bất tiện rất là nhiều trong công việc. Tốt nhất là chúng ta sẽ chia đôi cái màn hình, vì màn hình của chúng ta là từ 27 inch đó lên nên nó rất dễ dàng cho việc là chúng ta phân tách ra hai cái màn hình nội dung để chúng ta làm. Và bước 1 là chúng ta sẽ phải nhập các cái chi phí liên quan đi kèm như là chi phí DO và các cái chi phí trong quá trình là nhập hàng nhập khẩu từ cảng về kho công ty. Chúng ta sẽ có phí chứng từ bến bãi, phí khai thác, phí dịch vụ và phí CIC, phí RR và phí LSS này, và chúng ta còn rất nhiều các cái chi phí. Mà ở đây thì chúng ta sẽ có gói gọn là cái công ty là Vechaco, là có cái địa chỉ là đường công trường Mê Linh, Bến Nghé, quận 1 là người ta cấp cho chúng ta. Tức là cái công ty này nó có thể là thực hiện các cái công tác là ủy thác nhập khẩu, và chúng ta
tức là hoặc là làm các cái hồ sơ khác liên quan đến tất cả trong quá trình là hàng hóa về đến kho của công ty, và chúng ta sẽ là cái người sử dụng, tức là nhập hàng hóa về. Vậy thì cái chi phí này chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ vào cái phân hệ là mua hàng. Tại phân hệ mua hàng này, ở phân hệ mua hàng chúng ta sẽ có là chứng từ mua dịch vụ, hoặc là mua đơn hàng, hợp đồng, chứng từ mua hàng hóa hoặc khác, hoặc chúng ta có thể thêm các cái tab trên này, chúng ta đều có. Và chúng ta cần mở rộng thì chúng ta kéo ở đây, còn nếu chưa cần thì chúng ta không cần thiết. Và ở đây chúng ta sẽ có, nếu chúng ta nhập thông thường là chứng từ mua hàng hóa dịch vụ, thì chúng ta sẽ có là liên quan đến phần là mua hàng để nhập kho. Nhưng ở đây là chúng ta đây là dịch vụ đi kèm, nên chúng ta có thể là chọn cái phần chứng từ dịch vụ, hoặc chúng ta sẽ tạo ở tab bên phần mua hàng là bên trái, chúng ta sẽ chọn chứng từ mua dịch vụ. Và cái này là chứng từ mua dịch vụ, ở đây nếu điện thoại hoặc khác thì chúng ta sẽ để bình thường, nhưng ở đây là chúng ta sẽ mua về để chúng ta nhập kho hàng nhập khẩu, nên chúng ta sẽ chọn cái mục là đối với hóa đơn dưới 20 triệu thường chúng ta sẽ thanh toán bằng tiền mặt, nên chúng ta sẽ chọn thanh toán ngay và nhận hóa đơn đi kèm, đồng thời chúng ta sẽ chọn là phí mua hàng. Chúng ta sẽ tạo ngày hạch toán là ngày 7 tháng 7. Và sau đó chúng ta sẽ chọn tên công ty, thì ở đây công ty những Lachaco nên Lachaco, nên chúng ta sẽ có thể copy cái tên Lachaco này và chúng ta tìm, thì ở đây là công ty kế toán đã bàn giao chúng ta và đã có mã cái tên, nên chúng ta tạo bình thường. Và cái phí này là phí nhập khẩu đi kèm, thì chúng ta có thể tạo ra một cái mã rất là chung chung để chúng ta sau này là, hoặc chúng ta chỉ cần ghi chung chung là chi phí mua hàng. Và sau đó chúng ta sẽ ghi là phí chứng từ, rồi phí bên bãi, chúng ta có thể bấm vân vân vào. Và sau đó, đó là chi phí mua hàng liên quan đến hàng nhập kho, nên chúng ta sẽ là 1561. Có nhiều người sẽ chọn là 1562. Và nếu chúng ta chọn 1562 thì chúng ta lại phải theo thêm một cái thao tác trung gian nữa, đó là nợ 1561 có 1562 để chúng ta phân bổ. Làm như vậy thì mất thời gian chúng ta rất là nhiều, mà thực sự nó không có tác dụng gì nhiều. Nhưng có những công ty về mặt quản trị thì người ta muốn biết là 1561 giá trị thuần của hàng hóa là bao nhiêu, 1562 là giá trị đi kèm bao nhiêu, để chúng ta biết cho một năm trong cái công tác báo cáo quản trị thì chúng ta mới chọn cái chức năng này. Còn bình thường thì chúng ta không nhất thiết phải chọn chức năng này, nên chúng ta sẽ bỏ qua. Chúng ta copy cái phần thành tiền, chỉ nhập vào cái phần thành tiền mà thôi. Còn cái mục đơn giá chúng ta không cần thiết vì Misa sẽ tự động nó hiểu để nó làm. Và tiếp theo chúng ta sang tab thuế, chúng ta kê khai thông tin thuế VAT là 10%. Và số hóa đơn ở đây thì chúng ta có thể copy nhanh trên này để chúng ta đưa vào cái phần số hóa đơn. Và như vậy là chúng ta đã có thể khai báo xong thông tin. Về tab hạch toán thì giúp chúng ta lên báo cáo tài chính và lên số. Tab thuế để giúp chúng ta là phục vụ các công tác kê khai VAT trong kỳ. Ở đây chúng ta là đang ở quý 3. Và sau đó chúng ta sẽ bấm cất. Và các bạn lưu ý là khi chúng ta nhập khẩu thì chúng ta phải tích vào cái là chi phí mua hàng, thì sau này là khi chúng ta nhập kho hàng nhập khẩu thì phần mềm nó mới đủ hiểu cho chúng ta là cái này là chi phí mua hàng để nó phân bổ. Còn nếu chúng ta không tích vào này thì sau này chúng ta ở cái mục phân bổ chi phí trước khi nhập khẩu hoặc cái chi phí mua hàng đi kèm thì phần mềm cũng không thể tìm ra được và nó không hiểu là cái gì. Và tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một cái hóa đơn là phí an toàn lao động, thì chúng ta sẽ tạo như sau. Chúng ta cũng sẽ bấm thêm và chúng ta cũng chọn chi phí mua hàng và chúng ta sẽ nhập tiếp 26 tháng 7. Và chúng ta sẽ copy cái mã số thuế công ty, hoặc chúng ta có thể gõ tên công ty khử trùng để là nó sẽ ra thông tin cho chúng ta. Công ty khử trùng này nếu nó chưa có mã thì chúng ta sẽ không tìm ra được, còn nếu đã có mã rồi thì chúng ta sẽ tìm như bình thường. Và chúng ta tìm ra công ty khử trùng, sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái mã, thì ở đây chúng ta thêm dấu cộng, và vì nó mỗi lần nó liên quan đến cái phí rất là nhiều thì chúng ta cũng có thể gọi là chi phí mua hàng. Chúng ta có tạo ngay chi phí mua hàng đây để chúng ta khỏi mất thời gian, và sau đó chúng ta sẽ copy một cái đoạn là phí hợp quy an toàn lao động, chúng ta sẽ copy vào, chúng ta đưa hai chấm bên này, thì như vậy là chúng ta đã có chi phí mua hàng. Sau đó chúng ta nhập 1561 và
Tiếp theo chúng ta sẽ nhập về cái phần giá trị ở đây là 2,3 triệu. Và tiếp theo chúng ta sang tab VAT để chúng ta kê khai thông tin, thì ở đây là thuế VAT là đang mặc định 10%, thì chúng ta chọn là 5% là 115, và số hóa đơn chúng ta chỉ cần copy vào mà thôi. Và sau đó chúng ta sẽ bấm cách để chúng ta lưu. Thì ở đây là chúng ta đang chọn là phần mảng là phí mua hàng. Nên tài khoản kho ở đây thì nó đang hiện cho chúng ta. Thì có thể là do lúc quá trình nhập của chúng ta là chúng ta đang chọn một cái tài khoản bị sai. Nó chính xác là 1561, chúng ta là nhập là 1651. Thì nó không tồn tại trên hệ thống tài khoản thì Misa sẽ không chấp nhận cho chúng ta. Sau đó chúng ta bấm cách lưu lại. Thì như vậy là chúng ta đã có hai cái chi phí liên quan đến phần mua hàng là trong quý 3. Và như vậy trong quý 3 chúng ta đã có hai cái hóa đơn liên quan đến hàng nhập khẩu. Và cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ đến phần là tạo ra một cái bảng gọi là bảng phân bổ hàng nhập khẩu. Do chúng ta thuộc trường hợp thứ ba là thanh toán trước một phần và sau đó là nhập khẩu lô hàng sau cùng, thì chúng ta sẽ làm như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ nhập cho cái lần đầu tiên là ngày 2 tháng 6, chúng ta thanh toán là 2.445,36 với cái tỷ giá là 23.130. Cái phần này sẽ do khách hàng cung cấp cho chúng ta để chúng ta là nhập các cái thông tin vào. Và bước tiếp theo là chúng ta xác định những cái ngày mà chúng ta nhập kho là bằng cái ngày mà chúng ta sẽ có cái giấy là giấy nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Thì ở đây chúng ta sẽ căn cứ vào giấy này để chúng ta là ghi nhận cơ sở để chúng ta là khai VAT trong kỳ. Và chúng ta sẽ nhập tại bảng phân bổ này, chúng ta sẽ nhập là số hóa đơn bằng số nộp tờ khai. Và cái ngày mà chúng ta nộp tiền thuế là ngày bao nhiêu thì chúng ta cũng sẽ căn cứ là 6 tháng 8 chúng ta nhập vào. Và cái mã hàng hóa này thì chúng ta sẽ lấy chi tiết ở trên cái tờ khai hải quan. Về tờ khai hải quan thì chúng ta sẽ có tờ khai thông quan này, chúng ta sẽ cấu trúc. Ở đây chúng ta sẽ thấy là ký tự là 1/18, thì có nghĩa là cái tờ khai, bộ tờ khai hải quan này sẽ có 18 tờ. Và trong đó tờ đầu tiên sẽ là tờ tổng hợp về số nghiệp vụ là ngoại tệ USD, thì chúng ta thấy là 12.241,8, thì chúng ta sẽ copy thông tin này, chúng ta đưa vào cái phần tổng ngoại tệ trên đây. Và sau đó chúng ta sẽ nhập cái thông tin thanh toán lần 1. Và cái phần thứ hai giờ chúng ta tại ngày 6 tháng 8 ta nhập kho, thì cái phần còn lại là 9, chúng ta lấy 12.000 trừ đi 2.445 thì chúng ta ra là 9.007. Và tại ngày hôm đó thì chúng ta sẽ phải lên trên cái hệ thống của cái ngân hàng ACB mà chúng ta mở. Chúng ta sẽ vào Google, chúng ta sẽ gõ là tỷ giá ngân hàng ACB, tỷ giá tra cứu ngân hàng ACB, và sau đó chúng ta sẽ vào một cái trang web của ACB này có cái tên là tỷ giá hối đoái giá vàng acb.com. Và tại đây thì chúng ta sẽ có cái mục là mục đầu tiên tỷ giá vàng, mục thứ hai là tỷ giá ngoại tệ. Thì cái nhu cầu muốn chúng ta là nhập tỷ giá ngoại tệ nên chúng ta sẽ phải bấm vào cái lịch này, chúng ta quay về tháng 8 và ngày 6 tháng 8 thì chúng ta nhập, chúng ta chọn tháng 6 đây. Và lúc này chúng ta sẽ bấm xem. Ở đây các bạn đang thấy là 22.840 là cho cái ngày hôm nay là 19 tháng 10. Thì chúng ta bấm xem. Chúng ta có thể chọn cái lần cuối cùng, lần 1 đây. Ta bấm xem thì đây. Chúng ta sẽ thấy đó là 23.020. Chúng ta copy giá trị này, chúng ta đưa vào cái bảng phân bổ nhập khẩu này. Và như vậy là chúng ta sẽ tính ra được tổng giá trị lô hàng là 282. Và sau đó chúng ta tính luôn ra được cái giá trị là đối với tỷ giá bình quân bằng cách dùng cái hàm là Evergay. Và sau đó chúng ta cũng sẽ tính tổng ra được số ngoại tệ. Thì các bạn sẽ thấy là tổng số ngoại tệ trên tờ khai bằng với tổng ngoại tệ trung bình mà chúng ta đang tính ở đây. Thì hai cái khớp nhau. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo mã hàng hóa. Thì mã hàng hóa ở đây thì chúng ta sẽ căn cứ vào tờ khai. Thì các bạn sẽ thấy là tại cái tờ khai bắt đầu từ số 3 thì ở đây nó sẽ hiển thị thông tin liên quan hàng hóa là mô tả hàng hóa. Thì chính xác nó, cái phần mô tả hàng hóa này nó sẽ là liên quan đến nội dung chi tiết bằng tiếng Việt đối với hàng hóa. Và sau đó cái cột số lượng thể hiện là số lượng chi tiết của cái lô hàng chúng ta cần mua cho cái mã hàng này là bao nhiêu. Và cái đơn giá nguyên tệ của một sản phẩm. Thì tại cái nội dung này thì chúng ta sẽ copy vào bảng phân bổ là cái phần nội dung hàng hóa này. Và mã hàng hóa chúng ta sẽ đặt là hàng hóa 001 vì cái tên nó quá dài và chúng ta sẽ không thể đặt theo cái chi tiết được. Nên chúng ta sẽ chọn hình thức là 001.
Và Misa có một cái đặc biệt là sau này chúng ta chỉ cần là copy cái nội dung bất kỳ, ví dụ như này N3000, thì ở cái phần là mã hàng hóa thì Misa cũng sẽ tự tìm cho chúng ta được. Và bước tiếp theo chúng ta đơn vị tính cũng như số lượng, thì số lượng này nó chính là cái phần cột, là cái mục số lượng này của trên Misa, trên bảng, trên cái tờ khai thông quan nhập khẩu, tờ khai hải quan. Và đối với đơn giá này thì chúng ta sẽ copy vào cái mục là đơn giá nguyên tệ, thì phần mềm sẽ tự động tính cho chúng ta là trị giá nguyên tệ. Và cái trị giá này thì nó phải khớp với cái chỉ tiêu là trị giá hóa đơn để chúng ta làm tờ khai thông quan nhập khẩu. Và sau đó cái phần tiền thuế tính trước, cái phần là tiền thuế này là căn cứ theo cái tỷ giá của hải quan làm căn cứ, đó là cái tỷ giá trên này để người ta tính thuế là 22.910. Cái tỷ giá này là cái tỷ giá cơ quan thuế áp để tính ra thuế VAT hàng nhập khẩu và thuế nhập khẩu mà thôi. Và chúng ta làm theo thông tư 26 và thông tư 200 thì nó phải căn cứ vào cái tỷ giá của ngân hàng mở, tức là tỷ giá chúng ta đã tra cứu ở đây, và nó không phụ thuộc vào cái tỷ giá trên tờ khai nhập khẩu. Và sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta cũng sẽ nhập tương đối cho hai cái hóa đơn mà chúng ta mua vào, đó là cái hóa đơn 6759, là hai cái hóa đơn mà chúng ta vừa tạo là 2099. Chúng ta nhập về số hóa đơn và ngày hóa đơn, số tiền. Đồng thời là chúng ta cũng có thêm một cái hóa đơn, đó là hóa đơn 6759, là cái 10 triệu đồng này là chúng ta sẽ nhập giá trị để chúng ta là phân bổ đối với hàng mua vào. Thì đối với giá trị nhập kho thì chúng ta giá trên cái tờ khai nhập khẩu và hợp đồng khách hàng, và chúng ta sẽ cộng với chi phí liên quan, phí nhập khẩu, phí thu hộ, và cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu đi kèm để chúng ta ra được cái tổng giá trị nhập kho. Và tới bước này chúng ta sẽ tiến hành là nhập khẩu như sau. Sau khi chúng ta đã nhập các thông tin như này rồi, chúng ta kiểm tra lại là tổng cái ngoại tệ trên tờ khai hải quan và so với cái tổng ngoại tệ chúng ta đã nhập ở đây, hai cái nó khớp nhau thì là chúng ta làm đúng. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ phải tạo mã hàng hóa để chúng ta có thể nhập khẩu. Thì chúng ta sẽ vào phần danh mục và chúng ta sẽ vào cái phần là vật tư hàng hóa. Và tiếp theo là chúng ta sẽ thêm. Và bước này thì chúng ta sẽ thêm như sau. Đối với hàng hóa này chúng ta đặt tên là mã hàng hóa 01, thì chúng ta sẽ đưa cái hàng hóa 01 vào đây. Chúng ta sẽ copy cái nội dung là hàng hóa 01, hoặc chúng ta tự tạo là hàng hóa 01, và sau đó chúng ta sẽ copy cái nội dung bên này chúng ta đưa sang. Và tiếp theo chúng ta chọn tính chất của nó là hàng hóa, và chúng ta sẽ chọn cái kho và cái nội dung chúng ta có thể đưa vào hoặc không. Đơn vị tính là bộ. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn kho là human và chúng ta cất và thêm. Thì tự động phần mềm sẽ tính ra cái hàng hóa số 2 thì chúng ta cũng sẽ copy, chúng ta đưa vào, chúng ta sẽ tạo. Và sau đó chúng ta cũng chọn human và đơn vị tính cũng là bộ. Tiếp theo chúng ta sẽ cất và thêm. Đến hàng hóa 03 thì chúng ta cũng tương tự, chúng ta chỉ copy cái nội dung và sau đó chúng ta sẽ tạo. Và đơn vị tính của nó là bộ, chúng ta cũng sẽ tạo là bộ.
Thì như vậy là chúng ta đã tạo ra được 16 cái mã hàng hóa, và tiếp theo là chúng ta sẽ vào trên phần mềm Visa thì chúng ta sẽ làm nghiệp vụ là nhập kho. Về nghiệp vụ nhập kho, chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng, và tại mua hàng này chúng ta sẽ bấm thêm. Và tại thêm này chúng ta sẽ chọn cái mục thì ở số 3, đó là chứng từ mua hàng, là mua hàng nhập khẩu nhập kho và hình thức chưa thanh toán. Và cái ngày ở đây chúng ta sẽ lấy theo cái ngày là ngày 6 tháng 8, chúng ta sẽ đưa vào. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ chọn nhà cung cấp. Nhà cung cấp ở đây chúng ta sẽ chọn là Postco, thì chúng ta gõ Postco vào. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái phần là hình số lượng hàng hóa, thì chúng ta sẽ làm như sau, là chúng ta sẽ tạo mã tức là hàng hóa 01 và tiếp theo là 02, thì chúng ta sẽ sửa lại thành số 2 và số 3. Như vậy chúng ta đã tạo được mã hàng hóa cho 16 mục, và tiếp theo chúng ta sẽ nhập đến phần số lượng, tức là số lượng chúng ta sẽ nhập chi tiết cho cái từng cái số lượng một. Thì ở đây chúng ta sẽ có mặc định Misa đang hiện chúng ta là một, thì chúng ta sẽ nhập như sau. Đầu tiên là O1, 1 thì hai cái như nhau, và sau đó đến phần số 3 sẽ là 2, và tiếp theo chúng ta sẽ là 6. Chúng ta nhớ là đối chiếu chi tiết từng cái một, và cái mã số 5, hàng hóa 5 sẽ là 1.000, 2.000. Và chúng ta nhớ là đối chiếu chéo hai bên để tránh trường hợp là dâu ông này cắm cầm bờ kia, và chúng ta sẽ nhập lộn xộn giữa các mã về số lượng. Sau này nó sẽ ảnh hưởng đến kho chúng ta rất là nhiều. Ở đây chúng ta đang nhập cái mã số 10, mã số 10 ở đây sẽ là 2.000 cái. Như vậy là về số lượng chúng ta đã có, và tiếp theo chúng ta có thể chọn đơn vị ngoại tệ. Ở đây chúng ta chọn là USD. USD thì các bạn có thể là lấy cái tỷ giá mà chúng ta đã tính trên Visa đây, ở trên bảng phân bổ Excel, là cái tỷ giá là 23075, chúng ta đưa 23075 vào. Và chúng ta đưa 23.05, và sau khi chúng ta đã có cái phần là tỷ giá ngoại tệ 23.05 mà chúng ta đã có trên này, thì tiếp theo là chúng ta sẽ phải nhập đến cái phần đơn giá, tức là cái đơn giá nguyên tệ là chúng ta đã nhập ở trên này, chúng ta đưa vào. Và chúng ta có thể là copy cái nội dung ở trên cái thanh công cụ chúng ta đưa vào. Vì chúng ta đánh là dấu phẩy thì Misa nó không hiểu là cái gì, nên là nó cũng không cho chúng ta copy lên luôn, một cái sự bất tiện. Và chúng ta copy thì nó cũng không nhanh bằng là chúng ta làm bằng tay thủ công.
Như vậy là sau khi chúng ta nhập xong thì chúng ta sẽ thấy ở cái phần tương ứng đây là 12.241 là 80 thì chúng ta thấy khớp với cái nội dung mà và khớp với số tiền trên cái tờ khai hải quan, và đồng thời chúng ta sẽ đối chiếu về số tiền như sau. Tổng giá trị chúng ta nhập kho sẽ là 282.479.535 thì chúng ta cũng sẽ đối chiếu lại 282.479.535 là cái giá trị mà chúng ta sẽ làm là căn cứ nhập kho. Và tiếp theo là chúng ta sẽ quay về đối với cái mã. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nhập phí nhập hàng về kho thì chúng ta sẽ bấm là chọn, và sau đó chúng ta sẽ chọn là từ cái quý 3 thì chúng ta sẽ chọn quý 3 tương ứng. Tức là chúng ta sẽ vào cái tab là phí hàng về kho. Tại quý 3 chúng ta sẽ chọn quý và sau đó chúng ta lấy dữ liệu. Và sau khi chúng ta lấy dữ liệu thì chúng ta sẽ có hai cái hóa đơn mà lúc trước mà chúng ta đã nhập là đối với cái phí an toàn lao động và một cái phí liên quan đến phí DO mà chúng ta đã làm trước đó. Chúng ta sẽ chọn cả hai cái mục và sau đó chúng ta sẽ bấm đồng ý. Và lúc này chúng ta sẽ phân bổ, chúng ta sẽ chọn tab phân bổ. Và tiếp theo chúng ta chọn tỷ lệ theo giá trị, chúng ta bấm phần này và chúng ta bấm phân bổ. Sau khi chúng ta bấm phân bổ thì nó sẽ có cái mục là phí hàng về kho, nó được phân bổ theo cái tỷ lệ tương ứng và chúng ta bấm đồng ý. Và sau khi chúng ta bấm đồng ý rồi thì chúng ta sẽ quay về tab tiền hàng, các bạn sẽ thấy cái phí hàng về kho nó sẽ được cập nhật bên này. Và tiếp theo là chúng ta sang tab thuế. Tab thuế này là giúp chúng ta là kê khai về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và kê khai thông tin về thuế nhập khẩu, cũng như là chúng ta sẽ kê khai thêm các cái thông tin khác liên quan. Và để ở bước này thì nếu chúng ta làm chuẩn theo MISA thì chúng ta sẽ phải ở cái tờ khai thông quan này thì chúng ta sẽ kiếm đến chi tiết bắt đầu từ số mã 3/18 thì chúng ta thấy cái phần VAT tương ứng bao nhiêu của lần lượt các từng mã như cái này là 2,5 triệu thì chúng ta sẽ copy chi tiết cái số tiền thuế này, chúng ta sẽ đưa vào trên phân hệ MISA lần lượt số lần lượt cho từng tiền thuế này. Thì nếu tạo như này thì chúng ta có 16 cái mã hàng thì chúng ta sẽ tạo 16 lần và nó sẽ gây khó khăn cho chúng ta rất là nhiều. Nên ở đây chúng ta thay vì là phải làm như vậy thì chúng ta sẽ quay về cái tab hàng tiền. Và tại tab này chúng ta sẽ thêm một cái mã là chúng ta thêm mã chúng ta ghi là VAT nhập khẩu. Nội dung chi tiết sẽ là thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Và sau đó chúng ta chọn cái phần này là chỉ là diễn giải mà thôi. Và sau đó chúng ta sẽ bấm cắt. Và về giá trị thì chúng ta để bằng 0, chúng ta không có làm gì hết. Chúng ta sang tiếp tab thuế. Tại tab thuế này thì chúng ta sẽ là tại cái giá trị này nó sẽ chạy sang bên đây cho chúng ta. Và chúng ta sẽ tổng cái VT này là bao nhiêu thì chúng ta sẽ copy lên bấy nhiêu. Thì ở đây là đối với nộp tiền thuế thì chúng ta sẽ căn cứ. Một là chúng ta sẽ lên cái lô hàng nhập khẩu, chúng ta kéo đến cái tờ đầu tiên. Đây là cái phần tiền thuế VT hàng nhập khẩu chúng ta sẽ copy vào. Hai là chúng ta sẽ mở cái giấy nộp tiền thuế ra, chúng ta cũng sẽ nhập chi tiết vào. Thì một trong hai đều được và cái nào tiện chúng ta sẽ làm cái đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là đối với phần tiền thuế này thì chúng ta nhập thông tin ở trên cái tờ khai. Thì tại đây thì chúng ta sẽ chọn cái thuế suất là 10% và sau đó chúng ta sẽ copy số tiền vào. Ở đây nó sẽ là 28045 và 987. Thay vì chúng ta phải tạo cho 16 cái thuế giá trị gia tăng chi tiết đối với tờ khai như thế này thì mất thời gian rất là nhiều. Thì chúng ta chỉ tạo một mã duy nhất như thế này mà thôi. Và đó là chúng ta tạo bước tắt. Và sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ bấm là cất. Thì đây nó thiếu số hóa đơn thì chúng ta sẽ khai tiếp thông tin số hóa đơn. Số hóa đơn này thì chúng ta sẽ lấy theo cái tờ khai nhập khẩu ở đây. Thì nó chính xác là, hoặc là chúng ta đã tạo bảng phân bổ ở đây thì chúng ta copy cho nhanh và chúng ta khỏi mất công phải tạo lại. Thì chúng ta sẽ copy số này, chúng ta đưa vào và sau đó chúng ta cất. Và như vậy là chúng ta đã nhập khẩu xong cho đối với cái lô hàng này. Thì chúng ta để kiểm tra lại chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ vào trong phần mềm MISA, chúng ta vào mật báo cáo. Và tại cái phần báo cáo này chúng ta vào phần báo cáo chính, chúng ta tại cân đối phát sinh chúng ta sẽ kiểm tra. Ở đây chúng ta sẽ là chọn quý mà chúng ta kiểm tra, ở đây sẽ là quý 3 và chọn tài khoản là 3, hiện xứ từ hai bên và chúng ta sẽ bấm OK. Lúc này chúng ta kiểm tra tài khoản 156. Chúng ta sẽ là giá trị nhập trong kỳ là 295 240 785.
và chúng ta mở bảng phân bổ ra, chúng ta cũng sẽ thấy ở đây cái lô hàng này nó cũng sẽ là 295, 240, 785 và nó khớp với cái giá trị mà chúng ta đã làm. 295. Đây giá trị của chúng ta. 295, 240. Và 240, 785 là khớp với cái giá trị bảng phân bổ chúng ta cũng đang có. Và nhiệm vụ còn lại chúng ta sẽ là từ cân đối phát sinh này thì chúng ta sẽ vào cái bảng mà chúng ta cần kiểm tra, đó là kho. Tại kho này chúng ta sẽ chọn phân hệ kho, chọn tổng hợp kho và sau đó chúng ta chọn cái kho chúng ta cần kiểm tra và quý chúng ta là quý 3. Và lúc này các bạn sẽ bấm đồng ý. Và sau khi chúng ta kiểm tra kho, chúng ta thấy đây nó giá trị nhập kho trong kỳ sẽ là 295, 240, 785, khớp với bảng phân bổ và khớp với cái phần nội dung mà chúng ta lên sổ sách cũng như là báo cáo tài chính. Và cái nhiệm vụ còn lại cuối cùng mà chúng ta sẽ cần đó chính là cái phần hệ kê khai thuế trị giá tăng khấu trừ, thì chúng ta sẽ vào phần thuế táp thuế. Tại táp thuế này chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách chúng ta sẽ vào tờ khai thuế trị giá tăng và chúng ta sẽ chọn tờ khai quý, ở đây là quý 3, chúng ta sẽ chọn cái mục là bảng kê mua vào vì ở đây chúng ta chỉ mới một mục duy nhất. Sau đó chúng ta sẽ bấm đồng ý xem cái phần nội dung VAT chúng ta có được lên hay không. Nếu bước này mà chúng ta lên thành công thì có nghĩa là cái nghiệp vụ chúng ta đã hoàn thành. Thì các bạn sẽ kiểm tra phần tab bên là 01. Ở trên này chúng ta đã có hai cái hóa đơn liên quan phí nhập khẩu, đó là cái hóa đơn đầu tiên này là phí DO, hóa đơn thứ hai là an toàn lao động là cho công ty khử trùng. Và cái hóa đơn, cái tờ khai nhập khẩu 1080737 thì chúng ta sẽ thấy nhập của công ty là Posco Inox là Ningpo. Và sau đó các bạn sẽ thấy đây là 282479535. Và quan trọng nhất chúng ta không quan tâm cái số tiền trước thuế, chúng ta chỉ quan tâm là cái giá trị trên tờ khai VT, là cái số VT được khấu trừ là nó khớp với cái giấy nợ tiền thuế của chúng ta là 28045 và 987. Thì như vậy là đối với trường hợp này thì chúng ta đã hoàn thành xong 3 phần. Phần 1 là liên quan đến cái phần là nhập chi phí mua hàng, phần 2 là chúng ta sẽ liên quan đến phần nhập kho hàng nhập khẩu và tạo mã, phần thứ 3 là chúng ta sẽ liên quan tab VAT khấu trừ, phần thứ 4 là chúng ta đối chiếu giữa báo cáo tài chính. Và đối với phần hệ kho, hai mục nó phải khớp nhau chứ không phải là trên báo cáo tài chính chúng ta sẽ là giá trị là nhập 300 nhưng ở kho chúng ta lại nhập 200 thì lệch nhau 100. Thì có nghĩa là chúng ta phải vào báo cáo tài chính, chúng ta kiểm tra ở cân đối tài khoản. Chúng ta kiểm tra tài khoản 156 và tài khoản 156 này thì nó phải khớp với cái phần hệ kho chúng ta là nhập trong kỳ. Đây là nó phải khớp trong kỳ. Còn nếu chúng ta làm không khớp thì có nghĩa là đối với lô hàng nhập khẩu này chúng ta chưa hoàn thành cái phần nhiệm vụ chúng ta cần.